chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife com học khu Huntington Beach Union High School District. Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV Phát hình live trên băng tầng 56.10 ở miền Nam Cali, 27.6 ở Houston, Texas và 16.11 ở miền Bắc Cali. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, ngày 27 tây tháng 5 năm 2023. Một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình, cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Chị khỏe không nào? Chị khỏe, cảm ơn Lê Thái ơn. và cũng như thường lệ như chào Lê Thái và hỏi Lê Thái có khỏe hay không? Dạ, em khỏe. <laughs> và như cũng hỏi quý vị có khỏe hay không? Thưa quý vị có quý vị nào thì comment ở dưới cho như Huyền và Lê Thái biết. Và ngày hôm nay như kính chào tất cả quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay là mình có long weekend bởi vì ngày thứ hai mình có Memorial Day và ông Lê Thái. Dạ vâng. Nên quý vị sẽ enjoy và uh, tận hưởng những cái uh, cuối tuần dài hơn nhiều. Uh, có hầu hết ở trên nước Mỹ tự vì đây là lễ lớn thì như hy vọng là tất cả mọi người đều được nghỉ đôi lúc uh, chúng ta nói quen là cái lễ mà Memorial Day nhưng mà chúng ta không nhớ được là cái tên dịch ra cái tiếng Việt là ngày nào. Uh, đôi khi thì một số người người ta là dịch thành ra cái chữ Memorial là lễ tưởng niệm nó cũng là rất là chính xác. nhưng mà nếu mà đúng chính xác nhất mà cho chúng tôi thấy là ở trong Google để dịch á có nghĩa là ngày lễ chiến sĩ trần vong. đây là ngày lễ mà chúng ta kỷ niệm những cái người lính đã tử vong trong những cái trận chiến không riêng gì ở cái trận chiến mà đã trải qua ở tất cả các nước mà từ trước đến nay thưa quý vị. Và đây là một cái ngày lễ lớn như chị Hùng như huyền đưa đến là cũng rất là chính xác là chúng ta được nghỉ một cái ngày long weekend rất là dài và chị có một cái lê nào cho cuối tuần này hay không thì hôm nay ngày mai anh. ngày thứ hai chẳng hạn thì cũng như lê thái là dạ mình bây. là người gia đình mà đúng không thì người đa số dạ là bây. dành thời gian cho gia đình là nhiều hơn hoặc là có thêm một ngày nữa thì mình nghỉ ngơi được nhiều hơn đỡ phải đi làm vâng vâng và cũng mong rằng trong những ngày nghỉ lễ sắp tới thì ngày hôm nay cũng như là long weekend thì quý vị cũng có những cái thời gian rất là thoải mái thư giãn bên gia đình ừ. Kính thưa quý vị ngày hôm nay thì trong chương trình cà phê sáng cuối tuần chúng tôi vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin vô cùng ý nghĩa quen thuộc và vô cùng gần gũi uh, chung quanh cuộc sống của chúng ta uh, thông tin đầu tiên là một cái thông tin về khoa học thưa quý vị như quý vị cũng đã biết thì trong rất là nhiều năm từ quá khứ hiện tại cho đến tương lai thì Hoa Kỳ của chúng ta vẫn luôn là một cái đất nước dẫn đầu về à, khoa học kỹ thuật à, tất cả mọi cái liên quan đến khoa học hay là những cái sáng chế những cái sáng tác về khoa học nghiên cứu khoa học thì Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái quốc gia đứng đầu trên cả thế giới à, rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là những cái tạp chí nổi tiếng thế giới cũng đăng những cái gọi là cái nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ chúng ta và những năm trước ấy, thì Hoa Kỳ vẫn luôn là đất nước đứng đầu trong những cái bài đăng về cái những cái à, bài đăng về khoa học à, rất là phổ biến, rất là nổi tiếng và những cái nghiên cứu khoa học vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Nhưng ngày hôm nay thưa quý vị trong năm 2022 cho đến đầu những năm 2023 cho đến thời điểm này gần nửa năm rồi thì à, theo các nhà nghiên cứu thì người ta đã cho thấy rằng là Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ, Mỹ của chúng ta về cái số công bố nghiên cứu khoa học. Và lần đầu tiên thì Trung Quốc đã vượt qua mặt của Mỹ để trở thành một nước có đóng góp nhiều nghiên cứu nhất được đăng trên tạp chí khoa học hàng đầu vào năm 2022 và theo thống kê mới dựa trên cơ sở dữ liệu sơ bộ của tờ tạp chí là Nature Index, đây là một cái bản thống kê của tạp chí khoa học Nature nằm à, để người ta theo dõi các nghiên cứu xuất bản ở trên 82 tạp chí thuộc nhiều mạng khác nhau của khoa học tự nhiên bao gồm là hóa học, môi trường, khoa học và trái đất, khoa học sự sống và khoa học vật lý và cái dữ liệu bao gồm các tạp chí bình duyệt hàng đầu trên thế giới như là tạp chí Cell, Nature hay là Science hay là cái tạp chí mà nổi tiếng nhất là Proceedings of the National Academy of the Science of the United States of America. Và đây là những cái bộ liệu um, hoàn chỉnh cho năm 2022 được dự kiến công bố vào tháng sau có nghĩa là tháng 6 sắp tới là nửa năm chúng ta sẽ uh, được chứng kiến cái uh, những cái công bố này. Trong năm 2022 thì Nguyệt, thì à, việc trở thành cái nước đóng góp nhiều nghiên cứu nhất đăng trên các tạp chí khoa học hàng đầu thì Trung Quốc cũng lần đầu tiên chiếm vị trí dẫn đầu của Mỹ về đóng góp cho khoa học môi trường và trái đất. Dù cái nước này vẫn xếp sâu trong lĩnh vực khoa học sự sống và những cái đóng góp của Trung Quốc đã liên tục tăng kể từ khi những cái bản thống kê Nature Index được đưa ra trong năm 2014. Bản thống kê nó tính đến cái tỷ lệ phần trăm thưa quý vị là những cái tác giả từ một quốc gia trong mỗi nghiên cứu được xuất bản. Trong năm 2000 qua, 2022 vừa qua, thì Trung Quốc có mức đóng góp gần 19.400 bài đăng. Trong khi đó, thì Mỹ chỉ có là 17.610 bài đăng mà thôi. Và giai đoạn năm 2018 cho đến năm 2020, thì Trung Quốc đóng góp 27.2% cái số nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới. Và đây là những cái nghiên cứu nằm trong top 1 về số lần trích dẫn, trong khi thì Hoa Kỳ chỉ là chiếm 24.9%. Theo báo cáo, các chỉ số khoa học và công nghệ của Nhật Bản người ta đã đưa tin và tuy nhiên thưa quý vị Mỹ vẫn có mức đóng góp gần là 790 ở trên hai tạp chí lớn là Nature và Science và cao hơn rất là nhiều so với con số là 186 của Trung Quốc à, Trung Quốc cũng xếp sau Hoa Kỳ về số lượng nghiên cứu có ít nhất là một tác giả là một người trong nước cụ thể là Trung Quốc có 23.500 nghiên cứu thuộc loại này nhưng ở Mỹ thì có gần là 25.200 cái nghiên cứu và cũng theo cơ quan thống kê quốc gia của Trung Quốc đây là một cái cơ quan thống kê của riêng Trung Quốc mà thôi thì Trung Quốc là nước chi tiêu lớn thứ hai thế giới cho nghiên cứu khoa học với số tiền dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển vượt 3.000 tỷ nhân dân tệ tương đương là 426 .6 tỷ chấm mỹ kim trong năm 2022 đây là các thống kê của Trung Quốc chúng ta thấy rằng nó vẫn vượt mặt Trung Quốc trong năm nay về cái lượng mà công bố các nghiên cứu khoa học trên tạp chí chứ không phải là thành công trong những cái nghiên cứu khoa học à, quý vị à, chúng ta nên nhận xét rõ để mà quý vị có thể là quý vị cũng sẽ phản ánh là lê thái là tại sao lại nói như vậy cái nào không đúng sự thật nhưng đây đây là cái công bố là đăng ở trên tạp chí mà thôi yeah. còn ngoài ra chúng ta đã biết là trong quá khứ với lại hiện tại thì trung quốc vẫn là một trong những cái nước mà nổi tiếng về ăn cắp chất xám <laughs> ăn cắp các nghiên cứu khoa học nhất là ăn cắp của hoa kỳ chúng ta để trở thành một cái những cái gọi là cái nghiên cứu khoa học của đất nước đó thì chúng ta đã biết rồi đây là những cái tài bản thống kê thôi mà em nghĩ là hoa kỳ chúng ta vẫn là đúng họ đầu. không hữu danh vẫn là cái đất nước đứng đầu về tất cả các nghiên cứu trong chuyện hiện tại đúng không dạ vâng yeah. cảm ơn anh thái thưa quý vị ngày hôm nay mình đưa cho quý vị đến một cái bản tin đó là google mình có thể có người sử dụng yahoo có người sử dụng google nhưng mà google vừa ra đưa ra một cái bản tin rằng nếu những ai mà có google đôi lúc mình không xài mình để lâu cứ để tới 2 năm mình không đổi password rồi mình có đổi thì cái password nó cứ lặp lui lặp tới hoặc là không có active không có sử dụng có nghĩa là không có đăng ký ở trên những cái trang web khác hoặc là có login, logout là có đi vô, đi có sai vô để mà gửi email đồ thì Google họ biết hết, họ kiểm tra được cái điều đó thì trong vòng 2 năm họ sẽ kiểm tra nếu mà 2 năm những cái Gmail đó, những cái account đó mà không sử dụng thì sẽ họ deactivate thưa quý vị nhưng mà trước khi họ làm điều đó thì sẽ họ sẽ gửi email đến cho quý vị nên quý vị nào mà có Gmail mà biết mình không sử dụng nhiều hoặc là mình không có những cái activity có những cái hoạt động nhiều trong cái Google của mình thì quý vị nhớ check và check cái email của nó. Thì Google sẽ xóa những cái tài khoản cũ của 2 năm để tránh rủi ro cái lý do đó để để họ bảo mật. Tại vừa rồi ở Facebook và những nhiều cái trang web khác những cái bảo mật những cái thông tin nó bị đưa ra ngoài À, đi đưa ra ngoài public rất là nhiều thì họ đã bị xô là đã bị xảy ra những chuyện lầm sầm rất là nhiều Và gã, khả, gã khổng lồ công nghệ cho biết các tài khoản bị bỏ quên có nhiều khả năng sử dụng mật mẫu cũ hoặc là nó cứ lập lui lập tới Thì khi cái điều đó nó xảy ra thì có những người họ sẽ hát vô những cái account này và sẽ xâm phạm và sử dụng cho những cái điều mà không uh, có tốt như là hành vi trộm cấp rồi nội dung không gửi những cái nội dung không muốn hoặc là đi lấy thông tin của người khác và các tài khoản sẽ xóa dữ liệu trên Gmail Google là quý vị biết rồi nó sẽ link với là Gmail Google Drive Docs Google Photos Google Calendar and YouTube tất cả các đó cũng sẽ bị xóa sạch luôn nếu mà các account của quý vị bị link vô và chính sách áp dụng cho các tài khoản Google cá nhân nhưng những ai mà sử dụng cái tài khoản Google cho trường học và doanh nghiệp thì của YouTube hoặc là cái doanh nghiệp lớn thì sẽ không bị xóa. Google cho biết họ sẽ gửi một số thông báo đến các tài khoản không hoạt động và khôi phục các email được liên kết với các tài khoản đó. Thì việc xóa sẽ bắt đầu sớm nhất vào tháng 12 và các tài khoản đã được tạo và không sử dụng sẽ bị xóa sạch hết tất cả ra khỏi Google để giữ tài khoản hoạt động. Và thì người dùng quý vị nào có thì chỉ cần đăng nhập hoặc là bao gồm đăng nhập vào các trang web và ứng dụng thứ ba khác thì nó sẽ được activate. Thành nhiên những quý vị nào mà sử dụng Google thì nhớ check và activate vào cái hoạt động của nó không tôi sẽ bị xóa. Và khi xóa là hình email everything đều bị xóa thưa quý vị. Nói chung là nếu như mà chúng ta không làm việc và không có sử dụng email thì chắc chắn là cũng không để đến những cái chuyện này đâu nhưng mà riêng những người thí dụ như làm việc giống như như Hiền và Lê Thái uh -huh. thì email mail là một trong những cái phương tiện rất là quan trọng ở Hoa Kỳ cho chúng ta yeah. để chúng ta nhận rồi. những Thôi. cái thư này nọ luôn uh -huh. thành ra là em nghĩ là cái chuyện mà bị mà bị khóa cái tài khoản Google mail này nọ thì cũng hơi khó với những người đang làm việc bằng cái hệ thống email đúng không chị yeah. à, và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng cuối tuần Như Hiền và Lê Thái xin quý vị giữ bản hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319-princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District. Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, Lê Thái cũng hay đưa những bản tin mà những cái người phụ nữ họ tự kết hôn với chính mình, họ không cần phải kết hôn với ai hết phải thưa quý vị. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó rất là đáng nể, tự vì là họ theo đuổi những cái ước mơ của mình, những cái niềm vui của mình, họ tự vui với chính mình không cần phải phụ thuộc vào ai hết. Thì đó là phụ nữ của thời đại ngày nay. Thì hôm nay như đưa cho quý vị một bản tin rất là dễ thương, bà bà cụ này mặc tiểu sử của bà rất là lạ thưa quý vị, hồi xưa bà không biết đọc chữ gì hết luôn, tự học chữ tự học tự mày mò tự học một mình rồi đi học và biết đọc chữ và bây giờ đã đọc kinh thánh và đã tin vào Chúa và tin vào những cái niềm vui của chính mình thì tên của người phụ nữ ở trên hình đó là Fideli 77 tuổi một cư dân của cộng đồng hưu trí ở Terrace, Augustine, Ohio và đã kết hôn vào ngày 13 tháng 5 trong một buổi lễ đầy xúc động với chính mình và mang biểu tượng được bao quanh bởi những người hàng xóm và những người xung quanh đó. Vidali đã yêu cầu Rod Jager, một người quản lý tài sản của nhà dưỡng lão cô ấy, thực hiện cái buổi lễ cho mình. Và ngay khi cả bà ta giải thích rằng những cái điều này bà ta đã muốn hàng, đã muốn làm lâu lắm rồi. Và người đàn ông này đã chớp lại cái cơ hội để muốn làm lễ cho người phụ nữ này. Và đây là một người phụ nữ, ông ta nói là một người phụ nữ rất là đáng nể và rất là dễ thương và cô ta luôn luôn giúp những người xung quanh mình bà ta đã nấu ăn trang trí trong cái cổng phòng dưỡng lão rồi rất nhiều người đã giúp đỡ rồi có những cái cầu vòng rất là đẹp ra đi trông rất là đáng yêu trong cái bộ áo dài trắng như quý vị thấy ở trên màn hình và bà ta nói rằng lần đầu tiên bà ta có ý tưởng kết hôn với chính mình Tại vì khi mà còn trẻ bà ta cũng kết hôn một lần rồi nhưng người chồng đã mất đi Nhưng mà lúc mà đám cưới lúc đó không có cái một cái đám cưới to lớn nào hết Một cái đám cưới nhỏ đi lên trên City Hall và tự đám cưới với nhau mà thôi nhưng trong đầu của bà ta lúc nào cũng muốn một cái đám cưới rất là hoành tráng và rất vui vẻ với những người thân bên uh, xung quanh mình. Và Fideli uh, đã kết hôn một lần vào năm 1965 nhưng chưa bao giờ có một cái đám cưới trang trọng. Thì ngày hôm nay bà ta làm một cái đám cưới rất là trang trọng. Fideli đã vượt qua rất nhiều điều trong cái cuộc đời của bà ta. Nhìn bà ta như vậy nhưng mà bà ta đã trải qua những cái khó khăn rất là nhiều giống như là không biết đọc chữ rồi trải qua rất là nhiều lắm thưa quý vị và cái câu chuyện nó rất là dài. Cả, bao gồm trong 75 năm về trước thì bà ta không đọc được chữ tự quyết đi học đọc rồi sau đó bà ta đã đọc được kinh thánh đọc nguyên được một cuốn kinh thánh cái đó là cái lần đầu tiên bà ta đọc thì uh, cô ta bà người đàn bà này đã nói rằng uh, Chúa đã ban cái sự khôn ngoan và hy vọng và không ai dành thời gian để suy nghĩ về cái điều đó vì vậy những điều tôi đã làm là đánh giá chính cái bản thân mình đã làm rất là cao và theo đuổi những cái ước mơ của mình và lòng tin vào Chúa và bên cạnh đó cái lần đầu tiên mà khi bà ta biết đọc thì bà ta đọc hết một cuốn kinh thánh trong vòng một đêm luôn và bà ta rất là sùng đạo thưa quý vị và cái cuộc đời của người đàn bà này đã cống hiến cho cộng đồng cống hiến cho xã hội rất là nhiều và ngày hôm nay bà ta nói rằng mặc dù là chừng này tuổi rồi nhưng muốn tự đám cưới để enjoy chính mình và theo đuổi cái ước mơ của mình đó là có một cái đám cưới rất là trang trọng đám cưới với chính mình em em cũng đã đưa đến những cái bản tin như vậy nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy là có một người phụ nữ mà lớn tuổi mà tự đám cưới với chính mình ừ. à, không biết là bà có một cái vấn đề vì phía sau đó hay không chỉ nó là một cái câu chuyện rất là, rất là dài nhưng mà chúng ta thấy rằng à, một người phụ nữ với cái đời sống như vậy thì À, tự thưởng cho mình một cái cái lễ cưới đặc biệt lớn như vậy thì cũng là một cái xứng đáng thôi đôi, đôi lúc trong cuộc sống có những người phụ nữ thưa quý vị chưa được từng mặc áo cưới một lần cho dù có ừ. những cái đứa con chung quanh có trải qua rất là nhiều đời yeah. chồng nhưng mà chưa một lần mặc đồ cưới thưa quý vị thì chúng ta cũng thông cảm cho ừ. những người phụ nữ dám can đảm như thế này ở lứa tuổi này đúng không chị yeah. dạ vâng kính thưa quý vị lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin À, nếu như quý vị nào chúng ta đam mê độ cao như là chị Như Huyền chị Như Huyền có có thích độ cao không? Ôi, chị sợ lắm. Chị sợ lắm không? Yeah. Không phải một mình chị Như Huyền mà chúng ta cũng biết rằng là rất là nhiều người trên cái trái đất này chúng ta rất là sợ độ cao. <laughs> hầu hết. ở những rồi. hầu hết rồi là, là là sợ độ cao <laughs> nhưng mà nếu như mà ai cũng sợ độ cao thì ai sẽ là những cái người mà đi vào không gian, Đúng ai rồi. sẽ là những người làm pilot, làm phi công hay là ừ. làm chiêu đại viên ở trên những cái chuyến bay mà chúng ta hay bay đi thường xuyên ở khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị nếu như mà chúng ta có dịp mà trải nghiệm mà chúng ta nhảy dù từ một cái chiếc máy bay từ một cái độ cao lớn thì quý vị có bao giờ suy nghĩ là khi mà chúng ta đi xuyên mây thì nó như thế nào xuyên vào những cái đám mây ấy, nhảy dù từ phóng ra từ một cái chiếc máy bay thưa quý vị và chúng ta cảm đi xuyên mây sao? cảm giác như thế nào và ngày nay Lê Thái đưa đến quý vị cho quý vị biết cái cảm giác nếu như một quý vị nhảy dù ra khỏi máy bay và đi xuyên qua những cái tầng mây đây là những cái trải nghiệm thưa quý vị khi mà chúng ta xuyên qua những cái đám mây thì tùy thuộc vào những cái loại mây và cái đồ bảo hộ và điều kiện thời tiết nhưng kết quả chung là tất cả mọi người sẽ bị ướt sũng nếu như chúng ta bay ngang qua mây và thậm chí có một số người lạnh cống và thậm chí bất tỉnh và theo cái đó là theo lời kể của những người đã từng trải qua những cái kinh nghiệm giả dù. mây nó hình thành từ cái phân tử nước ngưng tụ quanh các hạt trong không khí thưa quý vị à, chúng ta gọi là aerosol bản chất của những cái hạt này nó ảnh hưởng tới loại và kích thước của đám mây và theo Marilus Colon Robila là một cái nhà khí hậu à, khí quyển ở trung tâm nghiên cứu Langley của NASA ở Virginia thì cái người chuyên nghiên cứu về mây, ông nói rằng là không phải mọi cái hạt aerosol nó đều giống nhau và mỗi hạt nó đều khác nhau. Và một cái số hạt như là tự nhiên như bụi và thường thúc đẩy cái sự hình thành của hạt băng. Trong khi thì hơi nước ở trên biển nó góp phần tạo ra cái phân tử nước. Và giới khoa học người ta cũng thử nghiệm đưa những cái hạt aerosol này vào khí quyển bao gồm là iốt hoặc là bạc hoặc là chì nhằm sản sinh những cái đám mây đặc sáng màu giúp cho phản chiếu bức xạ mặt trời hoặc tạo mưa và tuyết trong các quá khứ. À, những cái người nhảy dù từ độ cao 4.000m thưa quý vị có khả năng cao là họ sẽ gặp mây tầng và mây dày, mây tích bồng bền, đáy phẳng và các loại mây này đều có chung cấu tạo là chủ yếu từ những cái phân tử nước và khi xuất hiện ở cái độ cao hơn 1980m thì những cái mây trung tầng và mây trung tích thưa quý vị nó đánh dấu trong khí quyển được gọi là những cái mây nó vô cùng nguy hiểm nếu như mà chúng ta bay qua và Ờ, từ trong quá khứ thì cũng có rất là nhiều người người ta nhảy dù và nếu như quý vị mà muốn nhảy dù thì chúng ta phải thường là ăn mặt kính để mà không bị thương ừ. do cái da thịt của chúng ta nó lộ ra ngoài và trong một cái chuyến bay gần đây ở Utah thì một cái người quay phim cùng một cái người nhảy dù khác tên là Cashmer thưa quý vị đã phát hiện cái mũi và gò má của của họ đó chuyển thành cái màu trắng do những cái loại băng nó hình thành xung quanh lúc mà nó rơi qua cái đám mây và đây là những cái trường hợp thời tiết khắc nghiệt nhất khi mà chúng ta nhảy dù nó liên quan tới thời tiết xấu hoặc là giông bão và ngoài ra thì một số người rơi vào cái phần mây mà có sấm sét á và ừ. người ta thống kê là chỉ có hai người sống sót sau những cái chuyến nhảy ừ. dù qua những cái đám mây giông mà chứa sấm sét à, năm một năm mươi thì có trung tá người mỹ là ông Henry Rankin đã lao khỏi máy bay tiêm kích trong cái thời tiết dữ dội và ông đã trải qua 40 phút bên trong cái đám mây dông bão và suýt chết trước khi mà ông bị bắn ra khỏi độ cao cách mặt đất hơn hàng trăm mét và rơi xuống một cái ngọn cây. Và nhiều thập kỷ sau trong năm 2007 thưa quý vị là một cái vận động viên dù lượng tên là Iwa Wiskerska đã vô tình bị cuốn vào cái đám mây dông trong lúc tập luyện cho giải vô địch thế giới nhảy dù. Và ông đã bất tỉnh do thiếu oxy và hạ cánh vài giờ sau khi mà rơi cách xa là 60 km từ trên không rơi xuống. Và đây là những cái trải nghiệm rất là tồi tệ của những người đã nhảy qua những cái đám mây như vậy. Ghê à, quá ha. Quá ghê. Bây giờ cho chị rồi. mà nhảy qua mà có bao cái dù chị chịu không chị Như Huyền? chị không thích. Nhảy không đi thích ở dưới em chụp cho. Không, <cười> <cười> nhất quá. em phải chào chị đi. <laughs> chị không nhảy Chị <laughs> nhảy ra đi em đứng ở dưới em hứng nha. <laughs> chết luôn hai đứa luôn. <laughs> à, chị có nhẹ mà gì lo gì? Tướng skin thì mà lo gì ta? Cũng dứt quá không? Không, không có thể quay vậy. Không có thể mà take risk được. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị những ai mà có con em hoặc là đi chơi Disney mặc dù người lớn rồi không cần có con nít đâu đôi có những người lớn rồi họ vẫn thích đi Disney thì thường thường Disney là có Disney Cruise rồi nó cũng có cái khách sạn riêng của nó thì Disney World nó có một cái khách sạn gọi là biểu uh, tượng cho chiến tranh của những vì sao đó là Star Wars rất thưa quý vị thì cái một đêm ở trong khách sạn này là 2.500 đô la quý vị nhìn cái khách sạn đi nó y chang làm trong cái bộ phim vậy đó nhưng mà cái ở cái giá của nó thì phải hơi mắc phẩm thưa quý vị nhưng mà rất là buồn ai mà hay đi ở những cái khách sạn này thì gần tới đây khách sạn này sẽ đóng cửa không tiếp tục nữa thì theo một cái chủ đề cái khách sạn theo chủ đề của chiến tranh các vì sao tại Walt Disney World đang bị đóng cửa vào khoảng năm sau sau một năm mới khai trương tôi thưa, thưa quý vị khách sạn được đưa lên lên thị trường như một trải nghiệm để nhập vai vào ban đêm để cảm nhận được cái bộ phim này sẽ nhận đặt vòng từ cuối ngày 28 đến 30 tháng 9 thưa quý vị năm này thì sẽ không đặt vòng nữa và nhưng mà nó sẽ tạm dừng cho đến ngày 26 tháng 5 trong cái khoảng thời gian đó rồi sau đó cho đặt từ, đặt từ 28 đến 30 tháng 9 mà thôi thì các gói những cái package mà những cái gói để đặt ở khách sạn này là bắt đầu từ ngày 4.800 đô la cho hai người và lên đến 5.299 ở Mỹ Kim cho hai người lớn và một trẻ em và 5.999 đô la cho ba người lớn và một trẻ em giá bao gồm chỗ ở bữa ăn vé vào cửa Hollywood Studios và khi đến nơi khách vào trong khoang sẽ ở như là ở trong một cái cái phòng Halico trong một cái căn phòng có tầm nhìn không gian có thể tương tác với nhân vật và mọi thứ như đang ở trong cái chiếc thuyền của Star Wars như vậy thưa quý vị đây là những bức hình như đưa lên trên Chính vì vậy mà cái giá nó rất là cao thưa quý vị nên quý vị nào mà muốn trải nghiệm thì hãy đặt vé tự vì tới năm sau là không còn nữa đâu. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị dẫn màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng. Sản xuất tại Mỹ. 7148976100 và 7144877889. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn. 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com. Sức khỏe là vàng. Dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319 princesslife com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cảm ơn quý vị vừa giới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng của tuần ngày thứ Bảy ngày hôm nay cùng với Nguyễn và Lê Thái. À, thưa quý vị, đường cao tốc hay chúng ta gọi là những cái đường freeway này nọ đó, những cái đường hầm thì chị thứ nghĩ là cái những cái con đường đầu tiên nó được nó được nó được tạo ra nó được xây dựng hình thành từ những cái năm nào chị đoán thử những cái năm mà phải một ngàn cũng một lâu, lâu lắm luôn một ngàn mấy trăm lâu lắm này là chẳng hạn thực sự là nếu như mà chúng ta muốn biết về những cái đường cao tốc đầu tiên thì chắc chắn là phải là google search rồi thì chúng ta mới biết được chứ hỏi không không vậy thì thật sự là lê thái mà hỏi không không thì không thể nào biết được tại vì rất là nhiều những cái đường cao tốc ở trên thế giới nó được hình thành cũng cùng nhiều thời điểm hoặc là nó nó chênh với nhau vài chục năm và vài trăm năm vì gì, gì chẳng hạn ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin vô cùng thú vị thưa quý vị có một cái con đường cao tốc vừa mới được phai đau ra mới được tìm ra ừ. từ các nhà khoa học những nhà khảo cổ của hoa kỳ và guatemala thưa quý vị ba ngàn năm trước wow. khủng khiếp và quý vị wow. cũng biết đây là những cái đường cao tốc cổ xưa dài khoảng là một trăm bảy mươi bảy km nó kết nối đến 417 thành phố và làm thay đổi hiểu biết về cái hệ thống nền văn minh Maya. Đây là một cái đường nền văn minh mà từ lâu cổ đại mà chúng ta cũng đã từng đọc qua sách sử và nó còn hình thành cho đến ngày hôm nay bằng những cái hình ảnh ở trên màn màn ảnh là quý vị thấy đây là những cái minh chứng của nền của nền văn minh cổ đại của Maya. À các nhà khoa học ở Mỹ và Guatemala thưa quý vị đã phát hiện một cái đường cao tốc đầu tiên trên thế giới. Đây là một cái uh, đường cao tốc nó kết nối hàng trăm thành phố cổ của người Maya. Đây là một trong những cái cơ sở hạ tầng đường xá và thành phố hệ thống thủy lực ờ, cho thấy rằng là cộng đồng người sống ở Trung Mỹ tiến bộ hơn rất là nhiều so với những cái gì mà ờ, khoa học khảo cổ chúng ta từng nghĩ. Đây là một trong những cái nghiên cứu mới được xuất bản trên tạp chí của trường đại học Cambridge một à, cũng là một cái tàn tích nằm ở địa điểm khảo cổ là El Mirador trong một cái khu rừng ở Guatemala tồn tại từ 1.000 năm trước Công nguyên cho đến thời kỳ tiền cổ điển của người Maya. Và như quý vị cũng đã từng tìm hiểu như một số kiến thức của chúng ta cũng thấy rằng là Maya từng được coi là một cái cộng đồng du mục. Ở à, đây là một cái cộng đồng người ta thường xuyên là săn bắt hái lượm và phát hiện mới này giúp cho chúng ta thay đổi rất là nhiều về những cái suy nghĩ về cái nền văn minh cổ đại Maya và vùng rừng mà lưu giữ cái tàn tích chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay trực thăng hoặc là chúng ta đi bộ đường dài khoảng 64 km vượt qua rất là nhiều những cái động vật hoang dã nguy hiểm như là sư tử báo rồi rắn rít này nọ tất cả rất là nhiều cái con vật mà nguy hiểm ở cái vùng này. Nếu mà chúng ta ừ. muốn nghiên cứu. Và cái nhóm nghiên cứu của Mỹ và Guatemala đã lập một cái bản đồ khu vực từ năm 2015 nhờ những cái công nghệ như là lidar. Đây là một cái kỹ thuật lập bản đồ khảo cổ bằng laser để phát hiện những cái chi tiết rất là nhỏ, ví dụ như là thảm thực vật cổ đại hoặc là những cái đường hầm bí mật cổ nằm sâu ở trong lòng đất. Và cái phương pháp này cho phép họ nhìn thấy những cái con đập, hồ chứa nước kim tự tháp bục bệ mạng lưới đường đắp cao hoặc là thậm chí là cả sân bóng cổ đại mà trong quá khứ đã từng tồn tại. Nhà khảo cổ tên là Andris Hernandez tại trường đại học San Carlos. Đây là một trong những cái đồng tác giả nghiên cứu cùng với Hoa Kỳ. Ông cho biết rằng là khi mà tiếp tục nghiên cứu sâu hơn thì ông thấy đây có thể trở thành là một phát hiện lịch sử có tầm ảnh hưởng lớn như là các kim tự tháp Ai Cập trong quá khứ. Và đây là một trong những cái phát hiện mà người ta vô cùng bất ngờ bởi vì cái đường hầm này nó có chiều dài đến 177 km. Wow kết nối đến 417 ừ. thành phố ở thời mà Maya cổ đại khủng khiếp thôi đó người ta cũng đã xây dựng tân tiến Bởi kho, vì chúng ta thấy là, là nhiên quá trình hàng người, hàng hàng, hàng tiền tiền cổ trước luôn á. Có đúng rất đúng. là nhiều người cổ đại trước luôn mà không đúng nghĩ rồi. là tại sao người ta lại có một cái nền văn minh dữ dội như vậy luôn. 3.000 vâng. năm trước. Dạ. Wow. À, cảm ơn vâng. anh Thái. Thưa quý vị, Sea World uh, đó là một trong những nơi giải trí rất là lớn ở miền Nam của California. Phóng thưa quý vị. Nhưng mà Sea World thiệt ra họ những cái thu nhập của họ cũng rất là cao mặc dù uh, cái covid xảy ra vừa rồi nhưng mà họ cũng cái thu nhập họ cũng đến rất là nhiều theo cái thu nhập hàng năm thì những cái thu nhập đó tự vì có người những cổ khoán có những ở trong đó thế nên họ phải đưa ra public thưa quý vị nên ai cũng biết hết nhưng vừa rồi có những complaint của city san diego thì họ nói rằng là sewer đã không trả tiền thuê đất ở chỗ đó thuê chỗ của cái thành phố san diego thì SeaWorld Entertainment là báo cáo có doanh thu vừa rồi là 3 3, triệu 905 đô la ở trong quý 4 năm 2022 nhưng thành phố San Diego cho biết là cái công viên giải trí này vẫn nợ hàng triệu đô la tiền thuê đất ở chỗ đó và chủ tịch hội đồng của San Diego Shinflower Riviera đã nói rằng họ rất là tức giận tại sao cái thu nhập nó cao như vậy mà tại sao những cái doanh thu của những cái entertainment như vậy mà họ không chịu trả tiền cho thành phố. Và SeaWorld vừa rồi cũng mới mở một trong những cái khu giải trí ở Abu Dhabi là nơi đó thì họ thấy rằng vẫn mở ra cái doanh thu vẫn như vậy mà không trả tiền cho thành phố. Hội đồng của thành phố San Diego đã bỏ phiếu kiện của SeaWorld vì hơn 12 triệu đô la trả tiền thuê mà chưa thanh toán kể cả tiền lãi rồi chi phí ở đó rồi lãi suất và cái SeaWorld đã buộc phải đóng cửa vào năm 2020 và năm 2021 của Covid đại dịch nhưng tuy nhiên khi mở ra rồi thì nó vẫn còn làm việc và cũng uh, thu nhập vẫn cao trong năm vừa rồi thì ông chủ tịch uh, Ilo uh, Rivera cho biết uh, họ phải trả tiền đầy đủ tiền thuế tiền lãi thì cái chuyện cái vụ kiện này là họ mới bỏ qua thì người phát ngôn Stacy Fry cho biết công ty đã có mối quan hệ rất là lâu dài với thành phố và hy vọng sẽ sớm được giải pháp trong cái điều này thì nhất khoát họ phải trả tất cả là hơn 12 triệu cái tiền thuê cả tiền lãi cả tiền phi mọi thứ hết thì San Diego ở city của thành phố của San Diego họ mới bỏ qua chuyện này ngày mai em đi SeaWorld sau cà phê sáng. Dạ vâng ngày mai wow. cả gia đình đi, giờ mới đi nhỏ đi fun. chơi thưa quý vị. Have Dạ vâng, à, cảm ơn chị Như Huyền. Kính thưa quý vị ở Hàn Quốc thì có rất là nhiều cái cuộc thi rất là đặc biệt và ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin mà đời sống vô cùng và hấp dẫn thưa quý vị. À, chị có bao giờ nghe đến cái cuộc thi ngồi chứ? Chúng ta nghe là cuộc thi ngủ, uh, thi chứ. nằm, thi tất cả chứ. một cái, thi ăn, thi uống này đủ loại hết rồi mà quý vị có bao giờ nghe cái cuộc thi ngồi ở Hàn Quốc hay không thì ngày mai phải đưa lên Lê thái quý <laughs> Dạ vâng, thưa quý vị, đây là một cái cuộc thi mà có hàng trăm người đủ mọi kiểu trang phục ngồi trên cầu ở Samju ở thành phố Seoul với vẻ mặt đờ đẫn trong một hơn một giờ đồng hồ để mà người ta tham dự cái cuộc thi ngồi vào chiều ngày 21 tháng 5 vừa qua tại Seoul của Hàn Quốc và đây là một trong những cái sự kiện thường niên tại Hàn Quốc nhằm truyền cảm hứng cho những người dân thành thị để tìm cách nghỉ ngơi sau những cái căng thẳng hoặc là áp lực của cuộc sống à, với công việc với thông điệp là không làm gì cũng có giá trị. Và đây là một cái cuộc thi ra đời từ ý tưởng của một cái nghệ sĩ ông tên là Wu trong năm 2014 và sau cái trải nghiệm cá nhân của cô về cái sự việc là vượt qua cái sự kiệt sức bằng cách là dành thời gian để mà chúng ta không làm gì cả để chúng ta relax, chúng ta nghỉ ngơi. Và từ năm 2016 thưa quý vị thì cuộc thi này được thành phố Seoul tổ chức và trở thành một cái sự kiện chính thức với quy mô rất là lớn. Năm nay thì gồm có là 70 đội. Ở ờ, trong năm 2022 có 50 đội thôi, năm nay được tăng lên 20 đội và được lựa chọn từ hơn 3.000 người người ta ghi danh để thi và mỗi đội bao gồm tối đa là 3 người và những người tham dự không giới hạn tuổi tác hoặc là giới tính hoặc là nhiều ngành nghề khác nhau như là từ kỹ sư, cầu thủ bóng đá hoặc là bác sĩ cho đến giáo viên hay là lính cứu hỏa bất kỳ ai cũng có thể tham gia và các thí sinh phải ngồi bất động với cái vẻ mặt đờ đẫn trong 90 phút đồng hồ và những ai mà nói chuyện kiểm tra điện thoại di động hoặc là di chuyển hoặc ngủ gật sẽ bị loại và mỗi người được phát bốn tấm thẻ có màu sắc khác nhau để mà họ sử dụng trong cái trường hợp là cần giúp đỡ ví dụ như là màu xanh á, thì để xin đi uống nước màu vàng để yêu cầu quạt mát màu đỏ để yêu cầu được xoa bóp massage cho tỉnh táo và màu đen để báo cáo cho cái bất kỳ cái sự bất tiện nào khác mà chúng ta uh, xảy ra và người chiến thắng được quyết định dựa trên điểm do khán giả bình chọn và cái điểm kỹ thuật dựa trên sự ổn định của nhịp tim của từng người và những người chiến thắng bao gồm ba người sẽ nhận được một cái chiếc cúp vàng lấy cảm hứng từ những cái tác phẩm điêu khắc của Rodin bảo bảo vật quốc gia của Hàn Quốc cùng một cái bức tượng điêu khắc vô cùng uh, độc đáo do nghệ sĩ sáng lập là Woo và đây là một trong những cái cuộc thi mà uh, nó nhằm uh, khẳng định cái quan điểm của phương Đông và phương Tây về cái sự mà thiền định và đặc biệt thì thưa quý vị cái cuộc thi này nó lấy được cái sức hút rất là lớn đặc biệt và từ những người từ 20 cho đến 30 tuổi những thí sinh này thi rất là đông và đây là những cái cuộc thi mình thấy rất là thú vị trên ảnh thì quý vị thấy là đeo số báo danh đàng hoàng rồi những cái tóc giả đủ màu màu cam màu vàng màu xanh dương rất là đặc biệt ha và nếu như mà chị như huyền mà có thời gian đi thi thì có thể đến đây ngồi ngồi thi để chúng ta có thể lấy giải Đúng nếu có thái đây thì... chị cũng đi theo á dạ giờ vâng. thái thì giờ em, thái thì đi em trước ngồi à. em ngồi yên một chỗ em ngồi không được cái chân em chân đi mà kêu mà lại ừ. thái ngồi yên một chỗ ừ. như vậy hàng giờ đồng hồ thì chắc chắn là sẽ không bao giờ chết. ngồi được cả chết đúng chết rồi thôi. Ừ. À, kêu kêu lại thái một là ngồi một chỗ hoặc là kêu cái miệng lại thái ngưng nói là thua miệng nói suốt thưa quý vị <laughs> Hai cái đó là không được mà không không được thưa quý vị và <laughs> <laughs> bản tin vừa rồi kết thúc phần ba cà phê sáng của tuần nhiều về Lê thái xin quý vị giữ màn hình chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đại Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319-princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District. Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Và đây là một trong những bản tin cuối cùng của Nhi vào ngày thứ bảy ngày hôm nay thưa quý vị rất có những nhiều lời khuyên về cái dinh dưỡng phù hợp cho tất cả mọi người nhưng càng ngày rất là có nhiều những cái chứng minh cho thấy rằng mỗi người bộ cái cơ thể của con người thì nó phù hợp với từng loại thức ăn khác nhau đôi lúc cái thức ăn này nó phù hợp giống như là như hay đưa tới vấn đề là uh, mướp đắng hoặc là những cái loại thức ăn thức ăn tốt nó không phải ai cũng như vậy hết từ vì cơ thể của mình nó phản ứng tới những cái thức ăn khác nhau thì điều này đã chứng minh cho thấy rất là nhiều trong cái thời đại ngày hôm nay là do sự khác biệt về sinh học, lối sống về hệ vi sinh vật đường ruột của mỗi người khác nhau. Viện y tế quốc gia họ muốn tìm hiểu thêm về những phản ứng cá nhân này thông qua nghiên cứu dinh dưỡng cho sức khỏe vào tuần vừa rồi và các nhà nghiên cứu đã bắt đầu đăng ký những người tham gia và nghiên cứu tại 14 địa điểm trên khắp Hoa Kỳ. Đó là phần sáng kiến nghiên cứu của All of Earth nhằm mục đích sử dụng dữ liệu từ một triệu người tham gia để hiểu biết được sự khác biệt giữa sinh học, lối sống, môi trường của chúng ta như thế nào và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta dựa vào những cái bản tin đó. Và Holly Nicasio thuộc Văn phòng Nghiên cứu Dinh dưỡng NIH cho biết mục tiêu của nghiên cứu dinh dưỡng chính xác và giúp phát triển các phương pháp để tiếp cận phù hợp cho mọi người. Và ông ta cũng nói rằng họ sẽ sử dụng máy móc trí tuệ nhân tạo để phát triển các thuật toán và có thể dự đoán từng cá nhân phản ứng một mô hình thực phẩm về cái chế độ ăn uống nhất định. Thì nghiên cứu sẽ tính đến di truyền vi khuẩn đường ruột và các yếu tố lối sống môi trường xã hội khác nhau để giúp mỗi cá nhân phát triển khuyến nghị ăn uống giúp cải thiện sức khỏe tổng hợp cho mình hơn. Và hướng dẫn chế độ ăn uống người Mỹ rất hữu ích trong việc thiết lập các khuyến nghị tổng thể cho việc ăn uống lành mạnh và ông ta cũng chỉ ra các nghiên cứu cho thấy có bao nhiêu sự thay đổi trong các cá nhân phản ứng và các loại thực phẩm hoặc chế độ ăn uống cụ thể. Ví dụ như một nghiên cứu được công bố cho thấy rằng ngay cả khi mọi người ăn các bữa ăn giống hệt nhau, mức độ phản ứng của chất béo trung bình, glucose đường và insulin của họ có thể thay đổi hoàn toàn khác nhau. Đó là một phần của nghiên cứu. Một số người tham gia sẽ ở trong cái môi trường như là ở trong cái môi trường kiểu như là ký túc xá đó thưa quý vị trong 2 tuần và họ sẽ luân chuyển cái ba loại chế độ ăn kiêng rất là khác nhau và các nhà nghiên cứu sẽ đo trọng lượng cơ thể, dấu hiệu quan trọng bao gồm huyết áp, thành phần cơ thể và các mẫu máu, nước tiểu, nước bọt, phân cũng sẽ được thu nhập và các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá hệ vi sinh vật, máy đo đường huyết liên tục để theo dõi những thay đổi về lượng đường trong máu của những người này và các thời điểm bệnh liên quan về cái chế độ ăn uống nguyên nhân à hàng ngày bây giờ là gây tử vong rất là nhiều cho nước Mỹ và trên cả toàn thế giới nữa thưa quý vị dinh dưỡng đóng một cái vai trò không thể thiếu được trong sự phát triển của con người và phòng ngừa uh, hơn là tới lúc mình bị bệnh rồi là điều trị bệnh một năm có một hơn triệu người mỹ chết vì bệnh liên quan đến chế độ ăn uống như là tim mạch tiểu đường ung thư thì tất cả đều ảnh hưởng rất là nhiều thì bây giờ họ sẽ tuyển dụng những cái người để mà họ kiểm tra và qua cái ăn uống như thế nào thì sẽ họ sẽ đưa ra những cái thức ăn cho phân loại từng người làm cho cái cơ thể của mình càng lúc càng tốt hơn dinh dưỡng chính xác đang à, tiến thêm một bước nữa à, và NIH dự đoán rằng nó sẽ trở thành một trụ cột trong việc chăm sóc kinh tế của năm 2030 nghiên cứu do những người họ đóng thuế và họ tốn tất cả là 170 triệu đô la cho cái việc nghiên cứu này thưa quý vị ờ, nói đến mà vấn đề ăn uống mà khi mà chúng ta trong cái đời sống mà chúng ta ăn uống hàng ngày đó uh -huh. vô cùng quan trọng có một số người khi mà qua qua Hoa Kỳ không lâu cứ khoảng chừng em nghĩ là khoảng độ khoảng 10 hoặc là mười mấy năm đổ lại đây thì người ta nói ủa sao tôi ăn đồ ăn ở Hoa Kỳ chúng tôi ăn tất cả những đồ là đều toàn organic hết tất cả một yeah. cái đó là Hoa Kỳ là FDA chuẩn thuận tất cả những cái thực phẩm này nọ của CDC chuẩn thuận này nọ uh -huh. Thì làm sao mà có độc được Nhưng mà thật sự thưa quý vị ở Việt Nam hoặc là một số đất nước khác Thì trong quá trình chúng ta lớn lên chúng ta từ nhỏ chúng ta đã ăn những cái món yeah. ăn đó rồi là Nó đã thấm hơn. vào trong cái máu thấm vào trong cái cơ thể của chúng ta Và nó uh -huh. hình thành những cái khối u hay là những cái tế bào ung thư nhỏ từ từ rất là nhỏ rồi yeah. Thật ra khi mà qua nay thì nó mới tái phát một số người Thì uh, nói rằng là Hoa Kỳ chúng ta ở ở nước Mỹ không bị ung thư là hoàn toàn cũng không chính xác ung thư nó không có chừa ai thưa quý vị từ quốc gia nghèo này khổ này. phát triển đang phát triển hay à, những quốc gia chưa phát triển cho đến những quốc gia phát triển vượt bực như hoa kỳ yeah. thì càng những cái quốc gia mà càng phát triển thì cái cái tỷ lệ mà ung thư nó càng cao hơn ừ uh -huh. à, phải công nhận là fast food những thức ăn như những thứ uống như là cồn có nhiều alcohol rồi uh, khúc tất cả mọi cái đều có liên quan đến vấn đề mà đường huyết trong máu rồi lượng đường trong máu cholesterol ừ. tất cả mọi cái thông tin về ăn uống ẩm thực này nọ chúng tôi vẫn hay thường đưa đến quý vị trong chương trình cà phê sáng vâng cảm ơn chị như huyền một lần nữa thì đã đưa đến những cái thông tin về à, ẩm thực à, mà chúng ta ăn uống cho lành mạnh kính à, thưa quý vị trong cuộc sống của chúng ta thì cái vấn đề mà chăn gối nó vô cùng quan trọng đối với con người yeah. Loài người chúng ta mà đừng nói ai mà không bao giờ có chăn gối thật sự <laughs> tất cả mọi người đều có chăn gối cả ngay cả loài động vật người ta có những cái con vật đó nó cũng thích chăn gối <laughs> tuy nó không thể đắp chăn nó không phải nó nằm gối nhưng mà chúng ta vẫn gọi là chúng chúng nó vẫn có thể là rất là thích chuyện cái chuyện chăn, chăn gối, gối, đây là em nói về à, về coi như là ý nghĩa bị hai và chứ không phải là chăn và gối dạ, không 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 em không nói về vấn đề đồ vật em nói về con người thưa quý vị à, một cái thông tin mà lê thắm gửi đến quý vị đó là một cái thông tin về một người đàn ông năm nay 86 tuổi rồi thưa quý vị ở Singapore vừa bị tuyên 15 năm tù bởi vì cái người đàn ông này đã dùng một cái chiếc rìu rất là lớn giết cái người tình của mình vì bị từ chối làm chuyện ấy. Chỉ vì bị à. từ chối làm chuyện ấy thôi mà một người đàn ông 86 tuổi giết người tình của mình nở ra tay như vậy. Ngày 22 tháng 5 vừa qua thì một cái người đàn ông 86 tuổi ở Singapore, ông tên là Bakian Huak đã dùng một cái chiếc rìu và chém chết cái người tình lâu năm của ông à, là bà Liêm Soi Moi, năm nay đã 79 tuổi rồi và đã bị kết án 15 năm tù và theo tờ mà Today News đã đưa tin vào ngày 27 tháng năm vừa qua, à, theo thẩm phán thì hung thủ tấn công nạn nhân liên tiếp và rất là dữ dội thưa quý vị và có thể được à, được thấy qua cái số lượng mà thương tích khủng khiếp mà cái người đàn ông này đã gây ra ở trên cơ thể của bà Lim. À, tòa án cho biết rằng là bà Lim bị đến 54 cái vết thương trên khắp cơ thể trong đó là có 31 vết thương ở đầu và bị gãy rất là nhiều xương À, hung thủ và nạn nhân vốn đã gặp nhau từ năm 1950 từ lúc đó rất là lâu rồi từ thời mà mà chậu, năm 1950 lúc đó là Lê Thái Như Huyền còn còn <laughs> không biết nằm không ở biết đâu nữa. <laughs> và sau đó thì hai người này ở chung với nhau như vợ chồng có với nhau đến bốn người con gồm hai trai và hai gái dù chưa bao giờ chính thức kết hôn chưa một lần ra 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 đăng ký hôn thú à. và theo tờ Today News thưa quý vị trong cái thời gian sống chung đó thì cái quan hệ giữa hai ông bà này à, càng trở nên căng thẳng khi ông Pháp trở nên rất là nóng tính và luôn lúc nào cũng có những cái hành vi là đánh đánh đập rồi bạo hành trong gia đình đối với bà Lim cùng với lại các con. Và cái vụ án mạng này đã xảy ra vào ngày 31 tháng 8 khi năm 2019, khi ông Phát đã nóng giận và giết uh, bà Lim vì bà đã từ chối làm chuyện ấy và đã bảo ông đi ngủ và đến ngày hôm nay thì mới đưa ra tòa xét xử trong rất là nhiều năm. Wow. Tại vì mơ kẹt COVID-19, người ta lấy rất là nhiều cái cái thông tin cũng như là lấy chứng cứ để mà đưa hai cái ông này ra tòa. Và cái thông tin này là một cái thông tin mà thí dụ mà giết người mà bình thường rồi vì không có làm chuyện này chuyện kia thì em thấy là có chuyện người ta giết nhau mà những cái thông tin này là đưa lên hàng ngày thưa quý vị nhưng thiết nghĩ là trong cái mối quan hệ vợ chồng đó, thì cái chuyện mà chăn gối là một cái chuyện mà đối với hoa kỳ của chúng ta nó vô cùng quan trọng và nó phải có sự đồng thuận giữa hai người Đúng cho dù đã kết hôn hay là hay chưa là... kết hôn yes. Còn có những cái vụ kiện mà quý vị cũng thấy là người vợ đã kết hôn với chồng rồi mà vẫn kiện chồng của mình cái tội là hiếp dâm cưỡng dâm bởi vì là cô bữa đó cô không muốn là có quan hệ à, mà ông cứ ông cứ bắt buộc cô thì cô có quyền cô cô báo cảnh sát báo police để mà bắt bởi vì cái tội hiếp dâm à, có những chuyện rất là dở khóc dở cười ở Hoa kỳ của chúng ta và em nghĩ rằng là cũng nên chiều chuộng chút xíu này nọ chồng chiều chuộng cho vợ xíu vợ chiều chuộng chồng xíu để mà khi dụ mà lỡ lỡ Comprise. mà. Ờ. Yes. thế giới ông này ông nóng quá chừng luôn không cho thôi mà ông vậy luôn á dễ yes sure. cái đó, năm bốn nhát chứ cái đó là có tính có tính vũ phu rồi á phải không <laughs> em Vụ phu với lại nghĩa là cũng có một tính chất biến thái và bà này năm nay 79 tuổi rồi mà ông đòi bà này không nghiệp có trời 79 tuổi mà còn phải hay. phục vụ chồng nữa đây là thông tin có thật thưa quý vị thành ra Đúng. làm đây là cũng một hội chung cảnh tỉnh cho vấn đề vợ chồng mà chúng ta trong cái vấn đề chăn gối thưa quý vị cẩn thận nha quý vị cẩn thận nha quý vị chị cẩn thận nha, cẩn thận nha. <cười> <cười> dạ vâng và thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng ngày thứ bảy ngày hôm nay một lần nữa thì như huyền và lê thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ như huyền và lê thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai